Nhân dịp tháng công nhân, sáng ngày 16 tháng 5, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Doğun Sit Vina tại khu công nghiệp Sông Công 2 và kết nạp 683 đoàn viên công đoàn đang làm việc tại công ty. Tiến hành các nội dung đại hội bầu cử ban chấp hành công đoàn công ty lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2029. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị ban chấp hành công đoàn công ty làm tốt công tác tham mưu với ban giám đốc quan tâm các chế độ chính sách cho người lao động, cải thiện điều kiện môi trường làm việc theo hướng an toàn, thân thiện, đàm phán thương lượng xây dựng thỏa ước lao động tập thể, tạo hành lang pháp lý để nâng cao hiệu quả công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Dịp này, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã trao tặng 15 xuất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại công ty.